Vâng, em Hành xin gửi lời chào tới quý cô chú, quý anh chị và bà con chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube Người Tây Nguyên nhé. Hôm nay em Hành đang ở một mảnh vườn có tổng diện tích là 3,7 hecta, trồng là đông đặc sầu riêng luôn, có tổng là 550 cây. Và hiện tại bây giờ sầu của mình là đã trồng là từ năm 2018 nhé, là 250 cây, bây giờ là bước sang năm thứ 6. Và 150 cây là bước sang năm thứ 4. Còn 150 cây nữa là mới trồng năm vừa rồi. Đó, tổng là 550 cây nhé. Sang năm thì vườn của mình là có nguồn thu chủ lực là 400 cây. Đó, và trồng là sầu riêng, toàn bộ là sầu riêng Thái nha bà con. Đó, đất của mình thuộc huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Bây giờ em Hành sẽ quay trước màn hình cho bà con mình xem này. Cái cây sầu riêng và cái chất đất, rồi nguồn nước nha. Rồi, mời bà con. Đấy, bà con mình nhìn thấy đây ạ, là một cái mảnh vườn sầu riêng, là bước sang năm thứ 6 này, bà con nhìn thấy này, cây tán rất đều, tán dù luôn nhá, tán dù và sầu thái, không bị sâu bệnh gì hết nha bà con. Đó, và nguồn nước của mình ở đây, thì em cũng nói rõ luôn cho bà con mình tham khảo nhá. Thì nguồn nước của mình là có tưới bằng hồ, cung cấp đủ hết cho toàn bộ cái mảnh vườn là có tổng diện tích là 3,7 hecta này luôn. Đây, hồ nước đây ạ. Và cái nguồn nước của mình càng tăng thêm là giáp với đất của mình là có một cái con đường đường bê tông đang làm nhá, là giáp đất của mình nó chạy dọc theo đây. Đó, giáp đường bê tông và có cành là một cái mương thủy lợi nhá. Mương thủy lợi này thì sẽ cung cấp cái nguồn nước cho vườn sầu riêng của mình ở đây là miễn phí nha bà con. Thì đây là một cái sản phẩm mà em cũng nói rõ trước cho bà con mình rõ hơn là chủ nhà đang mong muốn á. 3,7 hecta này có thể là lên 4 héc mà giá chỉ có 5 tỷ đồng có bớt nha bà con. Đây ạ, vườn này. Bà con nhìn thấy này. 250 cây là đều ro luôn, đều răm rắp luôn nhé. Chủ nhà là trồng sầu là khoảng cách là 7 mét rưỡi, có khi là 8 mét này. Đây, rất là thoáng. Đó, 7 mét rưỡi đến 8 mét. Cây rất đều. Có một ngôi nhà rẫy tạm nhé. Vườn đẹp nhé. Wow, bà con nhìn thấy à? Quá ok. Sầu rất là chất lượng luôn. Đó. Và xem thêm là một số cây nhãn, cây vải, rồi dừa, rất nhiều loại cây trồng. Nói chung là lúc đầu em mới bước vào cái mảnh rẫy thì em không nghĩ là cái đất của mình nó đẹp như cỡ này, cái cây trồng nó đẹp cỡ này nhá. Và mình mới thấy là cái vườn nó đẹp thật. Và rất là hợp đây, bà con nhìn thấy này. Đó, có cả nhãn, cả cây trái nó rất nhiều, mít, samoche. Và em quay ngôi nhà cho bà con mình rõ hơn, xe là đi vào từng nơi luôn, một ngôi nhà rẫy. Đó, một ngôi nhà rẫy nhá. Đất mình là có đồ dốc chiêng. Đấy, vườn sầu riêng thì quá đẹp, mỹ mãn luôn bà con ạ. Đây là tổng là 3 hết 7 nhá. Có là 250 cây là sầu thái đang kinh doanh. Đó, là 6 năm. Năm vừa rồi là được thu là cỡ 15 tấn. Đó, sang năm là kinh doanh cỡ khoảng 400 cây. Tổng sầu riêng của mình là 550 cây nhá.
đất thì dốc và đất là đen, pha đỏ, pha sỏi đá, mà trồng cây sầu riêng nó đẹp. Bà con nhìn thấy này, cái ông chủ vườn này sao làm giỏi dữ ta, quá đẹp luôn ạ. Rồi, 550 cây sầu riêng đó, đổ dốc như này. Rồi có thêm là một số cây ăn trái như là chôm chôm, mít. Đường là xe ô tô đi vào tận nơi. Này, hệ thống tưới này, 400 cây là sang năm là kinh doanh hết rồi nha bà con. Còn lại là 150 cây thì năm thứ hai, năm thứ nhất. Đây này, bà con nhìn thấy này, thấy ông chủ vườn đây, thấy có thấy này. Đất như thế này mà trồng vườn sầu riêng này. Đó, sầu riêng này, quá rồi ạ. À, sầu riêng này năm thứ tư ạ. Đây, đều ro luôn. Nước tưới là vi vu luôn. À, bà con nhìn thấy, năm thứ sáu nha. Quá đẹp, quá đẹp luôn. Tưới bằng máy nổ thôi. Ở đây xài bằng năng lượng mặt trời. Đất là tiền tiền luôn. Đó, bà con nhìn thấy, đã chưa? Quá xa. Nói chung là điểm yếu là đất của mình thì nó dốc, nhưng mà sầu riêng thì đều đẹp. Và em cũng nói rõ luôn là đất là hiện trạng là chưa sổ nhá. Đất thì làm sổ được nhưng mà chưa có sổ. Mà chủ nhà bán tổng diện tích là gần 4 hecta, mà bán là giá cực kỳ là yêu thương luôn. Giá chỉ có là 5 tỷ có bớt nhá. 5 tỷ thôi. Đấy, bà con nhìn thấy này, để mà cái lượng sầu riêng như thế này. Đó, sầu riêng như này mà không bị sâu bệnh luôn nhá. Cái chất đất đây sao mà hay thật. Rồi, bà con nhìn thấy này, không bị nứt thân xì mủ cái gì hết á. Quá trời đã luôn. Gần 4 hết mà 5 tỷ. Sầu đỉnh luôn nhá bà con. Sầu đỉnh luôn. Đường thì đường thì xe ô tô vào được nhá. Sắp tới cũng đổ bê tông vào đến tận rẫy mình luôn. Hệ thống tưới thì đã đi vào đến tận gốc luôn rồi. Không còn gì để mà nói nữa. Quá đẹp. Gần 4 hecta, mình cứ tính là 4 hết, 4 hết 5 tỷ. Chà, đã quá trời luôn. Ông chủ ơi, dần qua cái mảnh bên cạnh nhà, sang năm thu phát nhà. Đi. Đây bây giờ em hành. Đây này, đi đường này được không? Đây đường này chứ. Là cái đó là năm thứ tư nhỉ? Năm thứ tư đúng không? Năm thứ ba. Wow, trời. Thứ ba mà to như năm thứ tư nhỉ? Thứ ba nhưng mà bốn mùa mưa rồi chứ? Bốn mùa mưa thì mới 3 năm. Ừ, tính năm là 3 năm. Ừ. Còn thứ tư là bằng kia kìa đó. Rồi. Nhưng mà năm vừa rồi là có bông á? Có bông rồi. 3 năm là có bông á? Đấy, sầu riêng một trồng. Ở đây là có cái một con suối ở giữa cái mảnh đất của mình luôn. Chủ đất là gốc là người Đồng Nai. Mà anh lên mua mảnh đất này là từ thời năm 2018 á. 2018 mà lên mua đất. Này, suối này, à, có cá luôn lên đó. Đó, tính là 4 mùa mưa mà sầu riêng của mình là bước năm thứ 3. Đây là có hồ không anh? Có cái hồ ở ngay chòi á. Ờ. Vào cái vườn này thì bà con mình không chê về cái sầu. Không chê vào cái sầu. Nếu mà cái vườn này mà đất đỏ ba gian thì 1 héc phải 2 tỷ rưỡi 1 héc. 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ. Còn đã quá đẹp.
Đấy, còn sen cả ổi nhá. Bà con mình mua, nếu mà gặp sầu riêng mà gặp như thời điểm bây giờ thì sang năm là ở vài năm là bà con lấy lại vốn thôi. 2 đến 3 năm lấy lại vốn miếng đất này. Cái đất này nó không bị sâu bệnh ít. Chủ nhà bảo là xịt thuốc ít lắm. Đấy, đất như này. Sang năm là 400 cây kinh doanh. Đây, bà con nhìn thấy này. Một triền qua triền lại đó. Cái đất của mình là có một cái lủng ở giữa. Và có chòi rẫy đầy đủ hết nha bà con. Đấy, hệ thống tưới này. Quá ok. Tưới bằng máy nổ nhá. Đấy, em đi mà còn bắt được một con chim này. Wow, trời ơi, đẹp, ôi là đẹp luôn. Đất đỏ chứ chắc là bằng đất đen này. Đất lại có đá này chứ mà trồng sầu riêng đẹp thật, hay thật nhá. Sang năm mà theo chủ nhà ước lượng là phải 30 tấn. Đấy, ok. Thấy bà con, cô chú, anh chị mà có nhu cầu thì cứ alo cho em Hành nhá. 3 hết 7, 5 tỷ đồng. Wow, thở không nổi luôn. Rồi, đến đây em Hành xin tạm dừng video tại đây. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị bà con đã đồng hành theo dõi kênh nhá.